Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình bác sĩ của bạn của người VTV và người bác sĩ đồng hành cùng với chương trình đó là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Xin chào bác sĩ ạ. À. Tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng xin mến chào Hoàng Vy và quý khán thính giả. Thưa bác sĩ, chủ đề ngày hôm nay bác sĩ chọn là về bệnh trầm cảm. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một cái định nghĩa vắn tắt để cho khán giả hiểu là bệnh trầm cảm là gì và những ai mà bị trầm cảm đó thì có những cái triệu chứng giống nhau hay là có nhiều dạng trầm cảm khác nhau ở các đối tượng khác nhau à? Dạ, yeah. bệnh trầm cảm là một bệnh giống như kỳ trước mình nói là bệnh tâm thần mà có nhiều người cũng chắc thời buổi giờ cũng nhiều người bị với lại nhiều khi thấy người nhà mình bị cái gì đó lạ lạ mà không biết có phải là tâm thần không, người ta cũng có rất là nhiều kháng thính giả cũng như một số độc giả của báo người Việt hỏi nói là đang tôi đang nói về mất ngủ đó thì bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân ra mất ngủ nên mình sẽ nói về cái đó kỹ hơn thì bệnh trầm cảm là một cái bệnh thường gặp nhưng mà thấy nó giống như là không có phải là bị bị cục cái này đứt cái kia hay là gì hết nhưng mà nó cũng là trầm trọng tại vì giống như mình nói kỳ trước là nếu mà tâm thần mình không có ổn định thì lúc đó là à, sức khỏe là tình trạng hoàn toàn thoải mái kể cả về thể chất tâm thần và xã hội nếu mà tâm thần mình không ổn định thì lúc đó mình không có uống thuốc không có tập thể dục không có gì hết thì tự nhiên cái thể chất mình nó cũng yếu xuống và nếu tâm thần mình không ổn định thì lúc đó cái quan hệ của mình với người xung quanh tức là sức khỏe về xã hội nó cũng tụt xuống thì đó là một bệnh rất cần phải chú ý thường gặp nhưng mà không có nên nói cái này lâu lâu buồn chút xíu hay là thấy người nhà vậy rồi mình ý y rồi có một số người nói là à, uống thuốc tâm thần vô bị tâm thần và thực sự nếu mình bị bệnh thì mình nên uống thuốc thì nó sẽ tốt hơn rất, rất là nhiều so với không có uống thuốc à, thì nói chung nó là trầm trọng và cần phải chữa càng sớm càng tốt thì nó có thể gây ra những cái triệu chứng nó gây làm cho mình cảm cảm xúc của mình cái cảm giác của mình cái suy nghĩ của mình và cách mình đối phó với lại cái gì xảy ra hàng ngày phản ứng với những gì xảy ra với mình hàng ngày nó thay đổi rồi nó cũng có thể làm cho mình thay đổi về việc ngủ nghe ăn uống làm việc coi như là nếu mà không chữa là thí dụ mình bị cao máu bị gì đó mình còn làm việc được uống thuốc ổn định mà nó hơi cao một chút thì tới lúc bị stroke mới không làm việc được nhưng mà nếu mà mấy cái bệnh đó nếu mình không có chữa thì lúc đó là sẽ không có làm việc được mà không làm việc được là coi như hầu như cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi nên ra là nó thường gặp và nhiều người nghĩ là không có phải là về thể chất ý y nhưng mà đó là một cái làm cho từng cá nhân bị nếu mà bị sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong cuộc sống hầu như có thể thay đổi hẳn cuộc sống luôn và uh, như vậy là cần phải chú ý để mà chữa thì giống như mình nói kỳ trước là bệnh tâm thần là một bệnh những người bệnh nhân đa số rất, bệnh gì cũng đáng thương hết nhưng mà bệnh cao máu này kia đáng thương mà nhiều khi không phải là khó thương mà mấy người gọi là tâm thần rất là đáng thương bệnh nhân nào cũng đáng thương mà nhiều khi rất là khó thương tại vì mình bị tâm thần thì mình biểu hiện nó không có giống như là hòa hợp với mọi người xung quanh thành ra mọi người dễ sẽ dễ cảm thấy là khó ưa nhưng mà thực sự là rất là đáng cần phải để ý hơn nếu mình thương người nào người thân của mình hay là bác sĩ với bệnh nhân thì mình biết đó là cái bệnh thôi và cái bệnh nào đó thì cũng là không phải là do người đó gây ra có thể ai nói kiếp trước tội này tội kia rồi đó thì nhưng mà bây giờ mình muốn cho nó tốt thì mình phải cố gắng làm sao cư xử tốt với mọi người xung quanh với chính bản thân mình tại vì có nhiều khi mình bị đó mà mình không biết cũng như là với người thân của mình thì cái bệnh đó nó có nhiều loại khác nhau có loại nó gọi là persistent depressive disorder ờ, là nó bị giống như là tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn lúc nào cũng làm người em sầu mộng của muôn đời <laughs> sầu mộng ít ít thì ok lúc mới quen thấy hơi lãng mạn nhưng mà nếu sầu mộng có muôn đời thì tự người đó cũng mệt mà những người sống chung quanh chắc từ từ cũng hơi cảm thấy bị mệt mỏi là nó có thể không có nặng nhưng mà nó cứ u u sầu sầu hoài thì đó là một cái dạng rồi có một dạng nữa là sau khi mình sanh thì là mình cũng có thể bị ảnh hưởng lúc mình có thai thì cơ thể mình nó thay đổi rồi mình phải lo cho hai người là mình với em bé người mệt mỏi nữa và nhiều khi là không phải lúc nào mình cũng được cái sự nâng đỡ gọi là đúng mức theo cái mình nghĩ của chồng mình hay là của những người xung quanh thì cái đó với lại cái hormone môn nó thay đổi thì sau khi mình sanh thì nó cũng có thể bị cái đó và nếu mình có chữa sớm hoặc là mình ý thức được chuyện đó gia đình mình ý thức được chuyện đó để mà thông cảm support cho mình thì nó sẽ đỡ và cái mùa hồ mình sẽ nói cái support cái nâng đỡ của gia đình hiểu được của gia đình hay là những người xung quanh rất là quan trọng rồi có một cái nữa nó gọi là psychotic depression tức là lúc đó là vừa bị depression mà có những cái triệu chứng nặng hơn của tâm thần uh, việt nam mình hay nói là bị điên nghĩa phải không tức là có thể bị delusion tức là bị hoang tưởng cứ nghĩ những cái chuyện gì đó mà không có thiệt mà cứ nghe bắt vô cái đầu mình nghĩ là như vậy hoài À, thí dụ như cái dễ hiểu giờ mấy cái mà gọi là thuyết âm mưu <laughs> chuyện không có mà cứ một phần là người ta nói là bên gì đó bên tàu bên nga gì đưa vô để cho chắc cho người mỹ bị, bị tâm thần hay sao đại khái cái đó là cái dễ hiểu tại nó đang xảy ra trong thời sự đó là cái delusion, tức là tin vô một cái gì mà không có bằng chứng không có gì sự thật hết rồi có thể bị hallucination tức là ảo giác ảo giác thì có thể nếu mình ảo giác cái tai của mình mình nghe những cái gì đó mà thực sự không có ai nói hết mà mình nghe giống như có người đang nói nói kìa đó cái cô đó cái thằng đó cái con đó gì đó đang tìm cách hại hại cô đó nghe thầy khái vậy phải không thôi là chồng cô vợ cô vợ anh gì đó đang có lăng nhăng với người nào đang giấu tiền này kia đủ thứ hết đại khái là những cái mà không có mà mình cứ nghe hoài hay là mình thấy thấy có cái gì đứng đó giống như là phim ma đó thì những người đó thường thường chắc là nếu về mặt khoa học là bị tâm thần tại vì không ai thấy hết có người đó thấy thôi thì đó gọi là visual hallucination ảo giác mà về con mắt của mình tôi có thể nhiều khi cảm giác giống như có ai bò 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 thường thường mình coi mấy cái phim ghost hay là gì đó ma đó. mình thấy y chang hết từ những cái đó thì nếu mà phân tích về mặt tâm thần đó là một cái dạng bị rối loạn về tâm thần và cũng có cái loại có lúc thì sung từ là sung tối đổi bàn đổi ghế rồi xong nói chuyện huyên thuyên đủ thứ hết rồi xong có những lúc trầm hẳn xuống không muốn làm gì hết nó gọi là bipolar là tức là lưỡng cực thì tất cả những cái đó đều là những cái dạng khác nhau của bệnh trầm cảm Thưa bác sĩ, vậy thì bệnh trầm cảm có những cái dấu hiệu cụ thể và cái triệu chứng như bác sĩ vừa nói đó thì một người mà bị những cái triệu chứng như vậy kéo dài bao lâu thì sẽ được sẽ bị liệt kê vô là bị bệnh trầm cảm à? Dạ, thì là cái nãy là mình nói mấy cái dạng thôi phải không? Tức là có thể sau khi sanh có thể là cứ tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn ngày này qua năm kia mà không đến nỗi nặng lắm mà cứ u u sầu sầu, có thể là bị hoang tưởng, có thể là um bị uh, bipolar, lúc thì quá sung lúc thì xuống trầm hẳn xuống thì uh, đầu tiên hết ai thấy mấy người đó nói ờ à, cái con bạn của tao là con nghe là cái người này người kia nó chứ con thì nó cho nó thân mật thôi chứ dĩ nhiên thì uh, hay là người này người kia là bị khùng bị điên nhưng mà bị khùng bị điên cũng là bệnh giống như bệnh cao huyết áp này kia thôi nhưng mà có điều mấy người đó hay bị kỳ thị dễ bị kỳ thị dễ bị cô lập hơn và cái triệu chứng của cái bệnh đó thì có những cái mình để ý để mình biết mình đừng có đừng có giận con mình chồng mình vợ mình má mình cha mình thí dụ như là có thể là dễ bị irrit, irritate tức là dễ cấu gắt dễ, dễ quạo nói gì vô cũng quạo nói một chút cái nó gắt lên thì đó cũng có thể là triệu chứng của bệnh trầm cảm nhất là thời buổi giờ ở nhà không mình không để ý thì có thể là một phần do cái gì khác nhưng mà nếu mà nó gọi là irritability phải không nó dễ quạo dễ bị bực bội dễ bị cấu gắt đó là một trong những cái mà chắc cũng thường gặp mà cái đó cũng là gọi là khó ưa khó thương nhưng mà rất là đáng thương tại vì người đó bị bệnh làm cho mọi người thấy ghét quá nhưng mà thực sự người đó trong lòng cũng cảm thấy mình bực bội cũng mà không biết làm sao hết và nếu người nhà mình mẹ mình cha mình không hiểu nói thằng này nó hư nó mất dạy hay là gì gì đó thì lúc đó sẽ đi vô ngổ cục không tới đâu hết rồi có những triệu chứng khác nữa là cảm giác giống như là bị vô vọng tuyệt vọng có thể là cảm thấy buồn thì nó dễ hiểu rồi không thôi là cảm thấy là em tức là cảm thấy trống rỗng không muốn làm gì hết cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa giống như triết gia không biết làm đó để làm gì cuối cùng cũng chết để làm để làm gì thí dụ như vậy rồi có thể là nhiều khi cảm thấy mình là bị tội lỗi mặc cảm tại vì thấy mình uh, buồn mình không biết làm sao mà mình không có muốn nhúc nhích mình không có năng lượng không có muốn làm cái gì hết thì mọi người xung quanh có thể nói ờ sao người này làm biến quá vậy không chịu làm việc phải giống như là ăn bám với người này ăn bám cho người kia thì cái đó dĩ nhiên ai cũng hiểu là dễ bị mặc cảm rồi có thể là lúc đó thường thường là mấy người đó cảm thấy chậm lại làm gì cũng chậm chạp thành ra ví dụ như con mình nó bị thấy nó hay gắt thì xong thấy gì nó cũng lừ đừ lừ đừ chậm chậm lờ đờ rề rề thì đó cũng có thể là của trầm cảm rồi có thể là không có yên được cứ ngồi một chỗ không yên cứ tại sao kêu con học mà con không ngồi yên con cứ ngồi một chút con đi ra chỗ này con đi ra chỗ kia rồi con đụng chút con gắt lên con la lại cho mẹ la lại ba thí dụ như vậy rồi không có tập trung được thành ra là dĩ nhiên con nít cũng có người lớn cũng có nhưng mà thời buổi giờ ở nhà học tôi thấy như cái đó cũng hơi bị nhiều rồi có thể là ăn cũng bị rối loạn ngủ cũng bị rối loạn ăn bị rối loạn là có thể là không muốn ăn hoặc là có thể là buồn quá không biết làm gì ăn quá trời ăn luôn ngủ cũng vậy có thể là buồn quá làm ngủ suốt ngày ngủ ngày 7 tới 9 tiếng mà giờ ngủ xong ngủ đêm rồi qua ngủ ngày không có giật vợ không có làm gì hết hoặc là ngủ không được hoặc là đêm ngủ không được qua ngày ngủ rồi dĩ nhiên cái trường hợp nặng là có thể nghĩ là mình có thể bị tự muốn tự tử muốn tự sát rồi có thể là thấy người không có ổn thấy rê mình đau mình đủ thứ hết thì tất cả những cái triệu chứng gọi là không có ổn đó um uh, nhất là cái quan trọng là mình cảm thấy không có muốn làm gì, lost energy, cảm thấy buồn uh, rồi rối loạn về giấc ngủ, rối loạn về ăn thì nếu mà chỉ cần kéo dài hơn 2 tuần, 2 tuần tức là 14 ngày thôi thì có thể chẩn đoán là trầm cảm. Và nếu mà mọi người biết được có thể đó là trầm cảm để mình lắng lại một chút xíu, lùi lại một chút xíu coi coi người thân mình hay là chính bản thân mình đang bị cái gì đây. Rồi để mình tự thương mình hay là thương người thân mình, đầu tiên giống như kỳ trước Hoàng Vi có nói đó cần nhất là phải có sự kiên nhẫn phải không ạ? Thì hy vọng là đó là cái bắt đầu của cái sự điều trị. Dạ, à, vâng thưa bác sĩ, vậy cùng. thì những cái những cái nguy cơ của bệnh trầm cảm là gì và như vậy thì có khó để chữa bệnh trầm cảm hay không ạ? À? Dạ, thì bệnh uh, khó mà dễ tức là khó nhất là gì khó nhất là không chịu chữa bệnh gì cũng vậy nhất là mấy bệnh gọi là tâm thần nói uống thuốc tâm thần vô là có chừng bị khùng rồi nói tôi hơi buồn chút xíu đâu có gì đâu phải uống thuốc uống vô rủi bị này bị kia thì cái đó là khó là không có chịu mình bị bệnh bệnh gì cũng vậy đầu tiên hết mình phải biết là mình có bị bệnh rồi mình chữa thì lúc đó là chữa thì sẽ dĩ nhiên nếu bác sĩ cần cẩn thận À, thí dụ như tôi chẳng hạn tôi sẽ nói với bệnh nhân cho thuốc nhẹ thì nhẹ trước Rồi mình nói chuyện với bệnh nhân để cho gọi là cho đầu óc mình nó thông ra Để mình take a shift, thay đổi cái góc nhìn của mình đi phải không ạ Để nhìn mọi việc nó tích cực hơn Rồi bên cạnh đó phải kết hợp với uống thuốc Giống như bệnh bị cao huyết áp chẳng hạn Thì mình phải ăn bớt mặn đi Nếu mà mình có ăn mặn quá mình phải tập thể dục nhưng mà không thể nói là làm hai cái đó là không uống thuốc được thì bệnh này cũng vậy nếu mới bị nhẹ thì là nếu có người nói chuyện với mình để mình tự thấy có cái mắc mú gì mình giải quyết được liền thì có thể ok nhưng mà nếu mà tới mức nào cần uống thuốc thì bác sĩ cho mình uống thuốc từ 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 thì nó cũng rất là uh, hiệu quả tức là bệnh này mỗi ngày hầu như ngày nào tôi cũng gặp những người bị trầm cảm hết mà tôi là bác sĩ gia đình nhưng mà bị nhiều quá mà mình cũng quen trị rồi thì mình trị nhẹ nhẹ thôi không cần phải đưa bác sĩ tâm thần cho thuốc mạnh quá với lại cái quan trọng nhất là mình nói chuyện với bệnh nhân để bệnh nhân hiểu ra cái bệnh của mình với lại có cái cái ánh sáng cuối đường hầm nhìn thấy đổi cái góc nhìn của mình gỡ cái mắt kiến đen ra thì rất là giúp cho bệnh nhân và nếu mình nghe chương trình này mình cũng biết cách để mình thông cảm với người nhà của mình với bản thân mình để mình vừa thay đổi cái cách nhìn của mình mình vừa uống thuốc thì nó không có khó trị nếu mà nói tôi không có bệnh bệnh tôi không có gì hết thì nó rất là khó trị và cái nguy cơ giống như hoàng vi mới hỏi là thứ nhất là nếu trong gia đình có người bị trầm cảm rồi thì mình dễ bị trầm cảm hơn thứ nhì là cuộc sống mình thay đổi thí dụ như mình bị thất nghiệp à, Covid-19 mình ngủ ở nhà không không được, không có không có đi ra đường, cứ ngồi bó trong ở trong cái phòng của mình không. Rồi mình bị căng thẳng quá, căng thẳng dĩ nhiên tùy theo mỗi người cũng có chuyện đó, có người thấy là căng thẳng, có người khác thấy là không căng thẳng, nhưng mà đối với cái người đó bởi vậy nhiều người nói ủa chuyện không có gì mà sao làm big deal hay là làm lớn chuyện này kia nhưng mà tại có thể người ta bị cái gì đó người ta bị bệnh người ta cảm thấy cái đó là căng thẳng đối với người ta thì nguy cơ một là gia đình có người bị thứ như là nên rên ở trong gia đình của mình thứ gì có những cái gì thay đổi lớn trong cuộc đời của mình thất nghiệp chồng vợ không có hòa thuận rồi có bị chấn thương bị chấn thương tâm lý hoặc là chấn thương bị đau nhức hay là gì đó bị bệnh gì đó mà nó nặng quá mình cũng dễ bị bị ung thư chẳng hạn bệnh gì kinh niên thì hay là bị mất ngủ hoài thì cũng có thể gây ra trầm cảm trầm cảm gây ra mất ngủ mà mất ngủ cũng gây ra trầm cảm rồi giống như tôi nói nãy là bị bệnh gì kéo dài nó đều có thể bị hết đều có thể làm cho mình bị trầm cảm hết vâng uh, xin cảm ơn cái sự chia sẻ quý báu của quý vị uh, của khá, uh, bác sĩ nhưng mà bây giờ thời lượng đã hết rồi thì uh, bác sĩ có thể tóm tắt thật là ngắn gọn trong vòng 30 giây cái ý chính nhất về bệnh trầm cảm để cho khán giả nắm được hay không ạ à? dạ thì là cái thứ nhất là bệnh trầm cảm không phải là hiếm gặp cái thứ nhì là chỉ cần bị hai tuần trở lên theo những cái triệu chứng tôi nói hồi nãy là thấy buồn thấy trống rỗng tôi không muốn làm gì hết thấy giấc ngủ bị rối loạn ăn bị rối loạn thấy hay dễ bị bực bội cấu gắt hơn bình thường cho những người khác và những triệu chứng khác thì mà trên hai tuần thì có thể gọi là trầm cảm và à, bệnh đó không phải là hiếm gặp và cái quan trọng nhất là tự mình phải biết là mình có thể bị trầm cảm để mình thay đổi cái cách suy nghĩ của mình cũng như mình nói chuyện với ai nó gọi là say psychology phải không ạ tức là thay đổi về tâm lý của mình rồi sau đó bên cạnh đó mình uống thuốc thì nó sẽ giúp được rất là nhiều và cái điều trị của bệnh trầm cảm như thế nào thì chắc là mình nên có một kỳ tại thực sự một kỳ mình có 15 phút thôi nói kỹ hơn thì hy vọng là mỗi người nếu mà thấy người nhà mình bị mình sẽ thông cảm hơn để mình giúp người nhà mình trị cũng như bản thân mình cảm thấy bị trầm cảm trị cũng không có gì gọi là ghê gớm là nguy hiểm hay là gì hết xin nhắc lại là chương trình này chỉ cung cấp kiến thức tổng quát nếu có gì cụ thể xin gặp bác sĩ để có chẩn đoán chính xác và điều trị thích hợp xin cảm ơn Hoàng Vi và quý khán thính giả và xin chúc tất cả luôn mạnh khỏe kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội. Nếu mà tóm xin... tắt một câu thôi thì nói là bệnh này những người bị bệnh rất là đáng thương nhưng mà rất là bị gọi là dễ ghét. nên đây mình nhớ cẩn thận cái chuyện đó. Xin cảm ơn, xin cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt.